Ngày 7 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho gần 1.500 đội viên, đội dân phòng trong toàn tỉnh. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh dự chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh hướng dẫn triển khai quyết định số 535 của Giám đốc Công an tỉnh về việc quy định phân cấp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, quán triệt nhiệm vụ của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách thức sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị cho lực lượng dân phòng, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng dân phòng những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, rèn luyện khả năng xử lý tình huống do cháy nổ gây ra, phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, tham gia chữa cháy kịp thời, tổ chức cứu nạn cứu hộ có hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho địa bàn khu dân cư mình phụ trách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị sau buổi tập huấn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, kiên quyết không bỏ lọt, bỏ sót địa bàn, cơ sở quản lý, nắm chắc tình hình liên quan đến cháy nổ ở các địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Đối với các đội dân phòng nắm chắc kiến thức nghiệp vụ cơ bản, từ đó sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, làng nghề, thực hiện nghiêm công tác thường trực sẵn sàng tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khi có tình huống cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.